Đây rồi, đây rồi. Đây là lần đầu siêu phẩm chúng ta di chuyển trên phố nha anh em. Đây, cái clip này rất đặc biệt nên anh em nhớ coi tới cuối clip nha. Coi mà tới giữa clip cũng chưa phê bằng đâu, tại vì nhiều góc quay đẹp lắm. Nói chung là lần đầu em nó lăn bánh trên đường phố thì mình sẽ cho anh em cảm nhận. Nói chung là chưa có kéo nhiều hay là tiến bộ nhiều, nhưng mà mình cũng cho anh em xem nguyên cái bản gốc luôn. Rồi, anh em nhớ đón tới cuối clip nha, rất là phê đó. Rồi, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình là Thịnh Biêm Đức. Thì mời anh em nghe thử tiếng động cơ em nói nha. Và đây là tiếng động cơ nó, mặc dù có bị lấn át bởi tiếng Aventador S nhưng mà mình vẫn để cái bản nguyên gốc cho anh em xem thử nha. Wow, đây rồi anh em ơi, quá tuyệt vời luôn. Đấy, cái những cái góc mà mình không có chạy ngang tiếng bô, mình sẽ nói chuyện với anh em cho anh em đỡ nhàm chán nha. Còn lúc mà nào nghe tiếng bô rõ mình sẽ không nói chuyện. Ok anh em. Đó, anh chủ đang chở chị vợ ở bên chiếc McLaren Senna nha. Tuyệt vời luôn anh em ơi. À, hàng trăm người dí theo á. Thiệt, lát cái đoạn kia anh em mới thấy đông, cực kỳ đông luôn. Anh em thấy cái màu không? Lúc mà mình chạy lên cái đầu ấy, thì nghe thấy màu xanh. Giờ nó chuyển qua màu tím và sang màu xanh nước biển. Wow, cái màu quá khủng khiếp. Đây là em Aston Martin Vantay. Còn đây là McLaren Senna. Ồ, bản MSO này. Quá tuyệt vời. Anh em thấy cái đây cái phần này là bữa mình nói nè, ngay cái cửa, anh em thấy tấm kính không? Nhìn thấy chân ở dòng thường. Nó thiết kế một cách đặc biệt, không biết vì sao nhưng mà thấy lạ lạ. Đấy, lúc nào cũng có hai bảo vệ chạy ngang hông mỗi chiếc xe cho anh em. Đấy, anh em thấy chưa, hai áo đen. Wow, em này cũng quá đẹp luôn. Vantay V8. Đấy, rất người dí theo quay phim nên là mình cũng khó quay lắm anh em ơi. Anh em thấy hay nhớ cho một like, một subscribe nha. Nhiều cái góc đẹp lắm, lát anh em coi mấy cái đoạn sau nha. Ồ, mình quay cận cảnh luôn, quay sát đất luôn cho anh em xem dễ. Anh em xem trailer thấy mà. Đó, lúc nào có hai bảo vệ kế bên anh em ơi. Security.
Thì đây là sau khi ăn trưa thì ảnh di chuyển về Adora Nguyễn Kiệm, như clip trước mình đã chia sẻ đó. Đường rất là đông nha anh em, rất là đông nên là di chuyển chậm thôi. Có Bentley nữa nè, Pulsar, em này cũng không dưới 30 tỷ đâu. Đấy, anh em thấy cái màu sắc nó chuyển đổi theo góc nhìn không? Ồ, quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Giá em nói là 1,5 triệu đô cho anh em, đó là lúc mới xuất xưởng đó, còn bây giờ cái giá nó có thể là lên rất nhiều tiền. Mình sẽ quay đủ 4-5 em này cho anh em xem luôn nha. Anh em nhớ coi tới cuối clip, clip mà cái đoạn mà đổ bộ vô Adora nha, nhìn nó cực kỳ thích thú luôn em ơi. Đấy, xe sang thì sao, siêu xe hả trước. Đó, quay đủ góc cho anh em xem, nhiều cái độ trên phố rất là vui. Ở người dân dí theo vẫy tay rồi các kiểu. Nói chung là anh em nhớ coi nha. Đó, mấy cái đoạn này mà là hiếm lắm mới được gặp thiệt. McLaren Senna mà, một trong những hàng hiếm trên thế giới luôn á, chứ không phải riêng Việt Nam đâu nha anh em. Rất là đông người dí theo nên mà để mình dí lên trên á thì cũng rất là cực khổ. Nên anh em thấy hay nhớ cho một like, một subscribe nha. Đây. Đó đó, người ta vẫy tay chào luôn đó anh em. Thấy cái đoàn xe quá khủng khiếp mà. Ồ, anh em thấy không? Cái góc này anh em nhìn thấy rõ cái bộ mông của nó không? Quá phê. Xe này chuyên chở chắc nha anh em. Chạy trên đường đua là khủng khiếp lắm. Đây, cái góc nhìn trực diện của em nói đây rồi, cái góc nhìn mình thích nhất đây. Anh em nhìn kìa, không chê chỗ nào được. Tiến bộ qua VS lắng ác Senna luôn. Đẹp lắm bạn ơi, gặp sát đất luôn. Quá phê. Đấy, anh em thấy cái màu sắc nó đổi màu không? Quá tuyệt vời, không chê vào đâu được luôn. Anh em phải nhìn trực tiếp ở ngoài anh em mới cảm nhận hết. Wow 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 wow. Nhìn cái bánh xe nó lăn thôi cũng đã ghê rồi. Quá đẹp luôn anh em ơi. Đấy, anh em thấy không? Lát anh em xem nha, một cái đoạn trước thì chống là chống, còn đoạn sau kẹt xe luôn, ngạt người luôn. Chơi chỗ nào được anh em ơi, chơi chỗ nào được anh em. Thấy chưa, cái đội trên không ai chạy, ở dưới thì kẹt luôn, cái chậm chiếc xe máy vuông xung quanh. Hãy kẹt xe rồi anh em, ở trước rồi đó thấy không, người ta chạy lên ít lắm, còn ở dưới thì ta bu lại, ta coi quá trời luôn, mặc dù đang chạy trên phố. Xe hơi cũng dừng lại xem nha, chứ không phải là xe máy không đâu. Dàn siêu xe này chỉ giá trên 200 tỷ anh em, không ít đâu. Xe sang và siêu xe toàn những hàng đặc biệt không à, bản kỷ niệm không. Hả, người ta đứng trước chặn đường chụp hình quá trời, anh em thấy không, lúc nào xe cũng có hai anh bảo vệ kế bên. Đây là sau khi ăn trưa nha, ăn trưa tại quận nhất thì đã di chuyển về quận Gò Vấp. Đấy, di chuyển về Gò Vấp để tổ chức đãi tiệc sinh nhật cho chị Malisa và anh Hoàng Kim Khánh đang vợ chị vợ nha. Hỏi cái góc này anh em nhìn đã không, mình mê lắm luôn á. Anh em thấy hay nhớ cho một like một share nha, cảm ơn anh em rất nhiều.
tiếng bồ Aven lắc ác Senna anh em ạ. Đó, ta đậu bít đường luôn. Quá lạ và độc. Anh em chờ chút nha. Sẽ tới cái đoạn mình quay cận cảnh cho anh em xem. Đó, di chuyển rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, như trailer lúc đầu nha. Anh em nhớ coi tới cuối clip nha, phê lắm. Đây rồi, cái góc mình thích nhất đây, anh em nhớ đón coi tới nguyên cái đoạn này nha. Đấy, rất là phê. Bộ còn AV nó đổ trước anh em nghe không? Cái góc mình thích nhất đây rồi anh em ơi, anh em nhớ xem hết nha. Quá đẹp, tuyệt vời, unbelievable. Không tin là nó làm bánh trên đường phố Việt Nam anh em. Góc này chơi chỗ nào anh em ơi? Đa số mấy cái dòng siêu xe của anh Khánh thì độ mâm hết rồi anh em, độ mâm với bô đó rồi, nên là nghe rất là phê và nhìn nó chạy rất là đẹp. Sắp tới rồi anh em, sắp tới rồi anh em, nhớ coi cái đoạn cuối nha, cái đoạn cuối đẹp lắm luôn. Đây cái góc này đây. Kẹt đường luôn ở phía sau, dừng lại về lắm. Tuy dù mày xa, quá tình cảm luôn anh em ơi. Ước mơ của bao anh em mới xe. Đây này tới anh em. Anh em nhớ coi cái đoạn này nha, bảo phê luôn, tung cánh em nói lên xem thế nào nha. Đây ở Adora Nguyễn Kiệm nha, như clip trước mình đã nói rồi đó, nhưng mà anh em nào ra được ngắm thì rất là phê. Đây là lúc này mình vừa quay vừa chụp nên là nó hơi rung tí nha anh em. Ở mình vừa cầm máy quay vừa chụp lại cho anh em nhớ lên group xe và đam mê hoặc là fanpage xe và đam mê để xem ảnh nha, rất là đẹp luôn.
tuyệt vời nè. Mình một tay quay một tay chụp nên là nó hai cái nó sẽ hơi rung tí, anh em không cảm nha, nhưng mà cái góc này là quá đẹp rồi, không chê vào đâu được, toàn siêu phẩm thôi. Anh em thấy Aventador S không? Dạ dạ hạ phục à. Ồ, xe em thấp hơn tí nữa. La Mazda Resena cũng vậy thôi, tại khi chạy ở đường phố Việt Nam mình phải nâng lên tí anh em cho nó cao cao, quá chất lượng. Ấy tung cánh luôn, Avent, AVS, họ Bentley Bentayga bản kỷ niệm 100 năm và một em Bentley Mustang bản MWB. Không tin được anh em ơi, ở Việt Nam đấy, đây là ở Việt Nam nha. Quá tuyệt vời, không chê vào đâu được. Ở mình chụp không ngừng nghỉ luôn á. Xuống em. Lấy cái xuống, bấm cửa xuống, lấy cầm luôn. Đây, ở tàn biển đẹp anh em. 83888 kia 88868 còn kia 66366. Trời ơi, tàn biển siêu đẹp. Anh em đợi tí nha, coi Mazda Senna tung hai cửa lần đầu tiên anh em ngắm luôn á, rất là phê. Đang dê xe vô rồi anh em. Adora Nguyễn Kiệm, thì năm nào ảnh tổ chức sinh nhật cho chị vợ ở đây nha, anh em nào nhớ ngày 6/10 thì ra đây. Đây đây, chuẩn bị nha anh em, chuẩn bị tung cánh em bắt ra Senna nha. Nè em coi cái góc này thanh thánh luôn, bao đẹp luôn, tuyệt vời. Wow, quá phê, quá phê anh em ơi, tuyệt vời. Đó, mình chụp quá giản luôn. Anh em nhớ lên fanpage xe và đam mê hoặc group xe và đam mê xe mảnh nha. Quá ghê, chất chơi người dơi luôn. Lát sẽ có nhiều người dọn vệ sinh nha anh em, tại đây là để đón tiếp khách rất là nhiều xe sang khác như Minh Nhựa nè, đó anh chức trưởng đoàn Cao Sình hay là mấy anh trong hội siêu xe đó. Wow wow wow, quá chất chơi nè. Đây là anh Hoàng Kim Khánh nha và chị vợ Mai Lisa. Tuyệt vời, siêu phẩm chúng ta Mazda Senna sử dụng cơ V8 4.0 lít 798 mã lực, ở tăng tốc từ 0 tới 103 giây. Đấy, nhưng mà siêu phẩm này thì chạy trường đua thì nó sẽ hay hơn nha anh em. Wow, quá tuyệt anh em ơi. Đó, idol chủ tịch của chúng ta và nguyên dàn siêu phẩm, phải nói là siêu phẩm thôi. Ấy bên đức em này lúc độ live siêu quốc là anh em, nhưng mà ảnh trả về xin rồi. Ấy rồi mình sẽ điểm danh lại sơ một dàn siêu phẩm này rồi kết thúc video nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem tới cuối clip và anh em thấy không, nguyên về siêu phẩm thôi. Đây là đầu em đầu tiên Bentley Bentayga bản kỷ niệm 100 năm, giá không dưới 20 tỷ. Ôi quá chất, biển 66366. Và em thứ hai là em Mustang, Bentley Mustang. Thì em này không dưới 30 tỷ, 83888. Em này là Aston Martin Vantay V8. Em này thì 15 tỷ mấy, gần 16 tỷ đó anh em. Thì em Senna này mình đã đề cập video trước rồi, giá 1.5 triệu đô. Nhưng mà nếu mà về Việt Nam mà nhân lên thuế nữa thì rất là nhiều tiền. Và đây là em Aventador S. Đấy, 38 tỷ. Và em BMW 420i. Em này thì tầm 1 tỷ rưỡi thôi anh em. Giá mới thì hơn 2 tỷ đấy, nhưng mà bây giờ thì tầm 1 tỷ rưỡi thôi. Đấy, anh em thấy dàn siêu xe thế nào? Nếu thấy hay nhớ để lại một like, một comment nha anh em. Đây là Adora Nguyễn Kiệm nè, Đông Phương Group. Đấy, và đây sau khi vệ sinh sạch sẽ sẽ chùm bạc và tối sẽ đãi khách thì sẽ tháo ra anh em. Đó, nguyên dàn siêu phẩm chúng ta ở đây. Em thấy tuyệt vời không? Thấy video hay không? Nếu hay thì nhớ cho một like, một subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, mình quay video này cả ngày luôn, mười mấy tiếng. Anh em chỉ cần 1 giây để like và 5 giây để comment lại thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em clip tiếp theo nha.
siêu phẩm của chúng ta. Bye bye.